Sở Xây dựng Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp huyện và các đơn vị tại địa phương thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý, đảm bảo mọi công trình đều phải được kiểm tra kể từ khi thực hiện san lấp mặt bằng, khởi công xây dựng đến khi hoàn thành, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả, không để đối tượng vi phạm tiếp tục hành vi vi phạm. Phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng hoặc chuyển cơ quan công an xử lý đối với các trường hợp cố tình tiếp tục tái phạm. Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng. Phải xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, cần phổ biến các quy định về đất đai, xây dựng, đặc biệt là các loại đất được phép xây dựng công trình, cấp giấy phép xây dựng, v.v.